Kèo này hôm nay chúng ta sẽ không có 4 thí sinh như thường lệ nữa, mà hôm nay chúng ta có đến 5 người. À, 5 người chơi thì luật chơi sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào thẳng luôn với vấn đề chính là chúng ta là 4 vòng thi của kèo ngày hôm nay. Và đầu tiên sẽ là vòng thi khởi động. Nên với vòng thi đầu tiên của chương trình khởi động, mọi người sẽ xuất phát đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là bạn Hải Nam. Chào em. Chào tất cả mọi người. À, tình hình dịch Thanh Hóa ổn, có tiến triển gì tốt hơn không? Tình hình thì mọi thứ đang ổn hơn, mai là em đi học trực tiếp rồi. Ồ, học trực tiếp lại rồi à? Ồ, có gì đỡ rồi. Thôi cố gắng đi ha, kỳ cũng đầu tháng, hình như cũng khoảng đầu giữa tháng 3 gì đó, hình như là tuyển lại Amethyst Anh nhỉ? Tập không, hình như là hôm nọ chuẩn bị rồi, hôm nọ ghi hình mấy tập rồi, đến 16 là đến được em. Ồ, thôi vậy cố lên ha, kèo này mình coi dữ liệu đi ha. Ok à. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với 60 giây và những câu hỏi dành cho em sẵn sàng rồi chứ? Em sẵn sàng. Vâng, chúng ta sẽ cùng khởi động cùng với bạn Hải Nam. Câu đầu tiên của bạn có nội dung như sau. Đã biết trong câu cá 10 điểm đầu tiên. Thế thì thiếu như em vì hắn đã được người mẹ mang thai số 12 tháng khi lên 3 vẫn không biết nói biết cười. Sợ như là hắn giống à. À biết. Một khối Rubik cổ điển có bao nhiêu mặt? 6. 10 điểm nữa. Trong điểm có chiều và cường độ không thay đổi thì đương nhiên được gọi là. Trong điểm không đổi à. Nếu bị đo thời gian trong hệ gì là gì? Dây. Em có thêm 10 điểm nữa. Nho giáo do ai sáng lập? Không tử. 10 điểm nữa. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta loại về công được loại bao nhiêu lần bị lực thì tư duy. Chính xác. Tư giác mà một cặp đối cạnh đối diện có tổng 180 độ là tư giác gì? Đội tiếp đường tròn. 10 điểm. Davis Cup là giải thi đấu quốc tế lớn nhất có nội dung đồng đội. Đúng. Gió nào còn được gọi là gió phơ tay đúng hay sai? Đúng ạ. Nhân vật thám tử sẽ nó không được thường dùng là dây cung quan học. Chính xác. Cái nào suy các em qua lãnh thổ Ai Cập. Và đó là Ai Cập. Vâng, ngay từ phần thi mở đầu chúng ta đã thấy rằng Hải Nam rất xuất sắc với 90 điểm. Chúc mừng em. Và chúng ta sẽ cùng đến với người sẽ xuất phát ở vị trí số 2 là Xuân Tùng. Chào em. Chào em, chào anh. Hết bệnh chưa em? Em hết rồi, em hết từ mấy hôm trước rồi. Hôm nay được đi học ở trường là hôm đầu tiên sau dịch. Ồ, có gì vui rồi. Hỏi gì cũng đang giữ gìn sức khỏe đi nhá. Em sẵn sàng rồi chứ? Dạ. Em sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng khởi động với bạn Nguyễn Xuân Tùng. What province is what Kiên Giang? Chính xác. Có quá đi trên một dụng cụ điện cho biết. Điện của dụng cụ này khi nó hoạt động bình thường. Công suất. Chính xác luôn. How many hours is Vietnam ahead of Thailand? Chu. Zero. Cái bị đo áp suất trong hệ gì là gì? Em có thể bao qua. Newton trên mét vuông. Thứ nào? Chọn phim vùng cao là nếu mà hóa đặc trưng thường gắn liền với người dân vùng Tây Bắc Bộ hay là Tây Nam của nước ta, đó là Tây Bắc Bộ. Các nguyên tố xếp vào chu kỳ 6 số lượng electron trong nguyên tử là bao nhiêu? Phi kim. 6. Trong điện cổ tích tấm cám tấm đã hóa thân thành quả gì? Có thi. Chú Văn An là đại quan của triều đại nào ở nước ta? Trần. Đúng rồi. Số tự của chu kỳ bằng trong nguyên tử? Số lớp E. Đúng. Hợp chất tự nhiên quan trọng nhất của lo là gì?
Và đáp án của câu hỏi cuối cùng đó chính là muối ăn mà chúng ta hay ăn đấy nè, SL. Ok. Vâng, và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Xuân Tùng. Chúc mừng em đã hoàn thành phần thi khởi động của mình với 50 điểm. Ok. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với Ngọc Đức. Tình hình sức khỏe sao rồi em? Em ổn. Em ổn. Ok, em ổn. Em ổn mà sao tại sao lại ho vậy nhỉ? Mạng tính này nè. Ok. Ok, vâng, chúng ta cùng khởi động của bạn Ngọc Đức nào. Lâu rồi mới chơi lục hoa 21. Kuala Lumpur là thủ đô của Campuchia. Malaysia. Đi cầu vũ lên ngôi vua vào năm nào? 1009 á. Hợp chất nào của Nito cũng được gọi là khí cười. 10 điểm đầu tiên. How many country does the Mekong River flow? 4 6. Nón bài thơ được sử dụng ở vùng núi bài thơ Quảng Ninh, đúng hay sai? Đúng. Sai. Trong bản ngôi siêu quá khứ, chắc thu lấy trong là cái gì? Ô siêu hóa. Mười điểm. Hiện tượng gió giấy tập trung quanh một cục áp xuất phát với tốc độ dưới một cộng hòa nhiệt đới được gọi là áp thấp nhiệt đới à. Đóng bằng nào sẽ đem hệ thống cho mạng lưới, đó chính là con san hô. Cái khúc nào có sự nhạy sĩ hoặc hiệp gọi lên hình ảnh của gái sông Ba hăng hái tham gia bốc trong đánh giặc. Bảo. Cô gái bốc trong. Chương trình Peter hay chương trình carbon được gọi là chung là chương trình gì? Phép hả? Chương trình city hóa. Somalia là bán đảo lớn nhất của châu. Châu Phi. Mười điểm. What country currency is the baht? Thái Lan. Đó là Thái Lan. Như vậy là Ngọc Đức cũng đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình rất là nhanh và chúc mừng em với 40 điểm. Và bây giờ hãy cùng đến với Việt Anh. Chào em. Em chào tất cả mọi người ạ. Hình như trong số ở đây hình như Việt Anh hình như kênh chưa bị ép được con đứng đúng không nhỉ? Dạ vâng. Điện thoại gì vậy? Hình như lâu lắm rồi mới chơi luật 21 đúng không? Dạ lâu lắm rồi, em cũng mới có dịp được chơi luật O21 sau phải khoảng tầm là hơn 2 năm trước. Em cũng chơi một kèo trước đó rồi và cũng ra về tầm 60 hoặc 60 điểm với luật. Thì cũng comeback lại rồi. Mình cố gắng điểm nó cao ha. Ok, sẵn sàng chưa nào? Em đã sẵn sàng cho cuộc chơi này lâu rồi ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng khởi động của bạn Nguyễn Việt Anh. Những câu hỏi cho bạn như sau. Là một bóng đá nào được đã vô địch giải LS V-League 1 năm 2020 đó là Viettel. Phong trào nào do Bác Hồ phát động với mục đích là làm cho đất nước càng ngày càng xuân? Tết trồng cây. Mười điểm đầu tiên. Trong thơ Tràng Lan Pha vật thể nào tròn như cái đĩa giống con thuyền trôi? Mặt trời tròn như cái đĩa bỏ qua. Trăng. Hiện tượng cụp lá ở cây sáo hổ cây mắc cỡ là ví dụ vận động cảm ứng hay vận động hướng động? Cảm ứng. Mười điểm. Quê tôi trong hai câu ca sau là tỉnh nào? Quê tôi bánh nhãn thơm giòn kém chi mật lạ. Đó là Nam Định. Lớp ozone ở tầng mình luôn bảo vệ trái đất khỏi loại tia nặng mặt trời. Tia cực tím. Mười điểm. Loại đất nào là loại đất chiếm thành phần chính của địa hình khu vực Tây Nguyên nước ta? Đất Ba Gian. Chính xác. Hai đường tròn phân biệt hiện có gì chứ bao nhiêu điểm chung? Bỏ qua. Hai. Quả bi cơ trên bàn bi da có màu gì? Màu trắng. Rồi. Câu thơ qua cầu ngã nón trong cầu cầu bao nhiêu nhịp vậy em sầu bấy nhiêu đã sử dụng biện pháp tự nhiên? Và cũng đã hết thời gian dành cho Việt Anh. Đáp án cho câu hỏi này đó chính là so sánh và chúc mừng em với 50 điểm. Thật ra nhiều người tưởng rằng kèo nó sẽ qua nhanh, qua lâu lắm nhưng mà thật sự nó qua khá là nhanh đấy. Và bây giờ hãy cùng đến với người sẽ xuất phát ở vị trí số 5. Và lần đầu tiên tôi được thoại một cái câu đó là xuất phát ở vị trí số 5, đó chính là Đức Thắng. Hello. Hello, chào mọi người. Lần đầu tiên bạn xuất phát ở một vị trí rất là đặc biệt, đó là số 5. Thì bạn cảm thấy nào? Tôi cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Bởi vì thứ nhất là như mọi người cũng biết thì chung kết O9, người đứng ở vị trí số 5 cũng trùng tên tôi. Tất nhiên trùng cái phần tên cuối thôi. Nhưng mà anh ấy đã về ở vị trí cuối cùng. Nên là tôi đang mong là tôi sẽ không giống như anh ấy. Vâng, đứng không ở giống vị trí như anh ấy. Và chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm điều đó qua 60 giây ngay bây giờ. Sẵn sàng rồi chứ? Sẵn sàng. 60 giây dành cho Đức Thắng và những câu hỏi dành cho bạn sẽ có những như sau. Porcelain sản bộ đại biểu sứ ký tổng thư hay lệnh của vua nào?
Bảo Đại, Lê Anh Tông. Comment lực lực tác dụng vào một vòng quay một trụ cố định làm thay đổi gì của thay đổi lực tốc độ góc. Người nào có hiểu trong câu tục ngữ sao ván đàn ông quạnh nhà ván đàn bà quạnh? Bỏ qua. Bếp. Có một chương trình truyền hình người điều khiển vận hành máy trong quá trình tác nghiệp dưới sự giám sát của đài truyền hình được gọi là gì? Tổng khống chế. Cái người quay phim đấy. Ngành khoa học nào nghiên cứu sự phát triển chất vật lý hóa học khí tượng học và chuyển động các vật thể trong vũ trụ cũng như sự hình thành phát triển của vũ trụ. Đó là Tiên Vang, đúng rồi. Tại lễ trao giải cúp chiến thắng 2019, vận động viên nào đã chiến thắng ở hạng mục nữ vận động viên của nam? Nguyễn Thị Ánh Viên. Chính xác. Điện trường có độ sức là những đường cong kính được gọi là điện trường xoáy. Dao động gì là dao động mà chu kỳ của vật tự do? Số nguyên tử hydro trong vật tử ester đơn mà ta luôn có là một số đó là đúng ạ. Người bình thường dành bao nhiêu tiếng một ngày để hít thở? 24. Đúng là 24. Và như vậy là đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Đức Thắng, và chúc mừng bạn với 30 điểm. Và chúng ta cũng đã hoàn thành xong 5 phần thi khởi động, có thể nói là rất là nhanh. Hãy cùng xem số điểm của các bạn như thế nào. Bạn Đức Thắng đang có 30 điểm, 40 điểm là số điểm của bạn Ngọc Đức, đang đồng 50 điểm là bạn Việt Anh và bạn Xuân Tùng. Bây giờ đầu lúc này là bạn Hải Nam với 90 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai, vượt chướng ngại vật. Chào mừng quý vị đến với phần thi vượt chướng ngại vật. Và điểm số của các bạn hiện tại này là 90, 50, 40, 50 và 30. Và trong một lượt thi rất là đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một chướng ngại vật có thể nói là không hề khó lắm đâu. Chỉ có 6 chữ cái mà thôi. Và các bạn sẽ có 4 từ ngay sau đây. Và do chúng ta đang có 5 thí sinh cho nên là mỗi người sẽ chỉ có một lượt lựa chọn hàng ngang duy nhất. Vâng, và người sẽ lựa chọn hàng ngang đầu tiên xin được mời Hải Nam. Chúng ta khởi đầu với một cái gì đó ít ít. Số 4. Hàng ngang số 4 sẽ là một từ có 4 chữ cái và câu hỏi như sau. Đây là tên một trong hai quốc gia cổ đại phương Tây. 15 giây bắt đầu. Vâng, đã hết thời gian, chúng ta sẽ cùng xem đáp án của các bạn thí sinh như thế nào đây. Vâng, vâng, chúng tôi đã nhận được 4 câu trả lời. Việt Anh có câu trả lời là Ả Rập, Ngọc Đức, Rome, Xuân Tùng Roma và Hải Nam là Roma. Và Rome hay Roma đều là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Vâng, và như vậy là chúng ta sẽ cộng điểm cho Ngọc Đức này, Xuân Tùng này và Hải Nam. Và chúng ta sẽ cùng đến với góc hình ảnh số 4. Xin mời. Sẽ có hình ảnh luôn. Và bây giờ thì Xuân Tùng sẽ là người tiếp theo lựa chọn hàng ngang, mời em. Bình thường em thích số chết cho 5 nên em sẽ lựa chọn con số 7. Hàng ngang số 7. Và hàng ngang số 7 này chúng ta sẽ có một từ có vẻ nó là khá dài đó. Hàng ngang số 7 chúng ta sẽ có 14 chữ cái và nội dung của câu hỏi như sau. Chơi hàng ngang dài khá là dài đây. Và câu hỏi như sau. Phong trào ở châu Âu kéo dài từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17 nhằm hồi sinh tinh thần của thời cổ đại nào? Thời gian bắt đầu. Vâng, đã hết thời gian và chúng ta sẽ cùng xem đáp án của các bạn thí sinh như thế nào. Ok, còn đáp án các bạn đưa lên rất là loạn luôn. Ok, Việt Anh, Hải Nam không có câu trả lời. Đức Thắng là phong trào phục hưng. Xuân Tùng là thời kỳ phục hưng. Và câu trả lời của bạn Ngọc Đức là dẹp đi. Vâng, và rất tiếc là không có ai trả lời đúng trong câu hỏi này và chúng ta sẽ đóng hàng ngang này lại. Và người sẽ lựa chọn hàng ngang tiếp theo là Ngọc Đức, mời em. Thấy cái ngắn ngắn thì hơi thích chơi chọn hàng ngang số 5.
Hàng ngang số 5, hàng ngang có nhiều chữ cái nhất, 15 chữ cái và nội dung câu hỏi như sau. Công trình kiến trúc nổi tiếng với độ nghiêng 3,970 là nơi Galilei đã thực hiện thí nghiệm rơi tự do là gì? Đức trước rồi tới Đức thắng, xong rồi tới Việt Anh luôn. Và Thái Nam luôn. Thôi thằng còn lại bấm luôn đi cho đủ luôn. Đúng rồi. Vâng, và thôi bây giờ tôi mới mời Ngọc Đức đầu tiên đi. À, chiến lược vật của em là Italia. Là Italia, Đức thắng. Một lần nữa tôi lại bấm chậm hơn rồi. Câu trả lời tôi cũng là Italia. Việt Anh. Em cũng tương tự với anh Đức Thắng, em cũng bấm quá muộn, đó là Italia nốt. Khải Nam. Anh Đức đã nói Italia thì em cũng không còn cái gì nữa. Trương Tùng. Italia. Vâng, và coi nói là trước người giật mở màn cho kèo Nam Hy Sinh này có vẻ khá là dễ hả? Vâng, và chúc mừng cho Ngọc Đức, em có thêm 60 điểm, xin chúc mừng em. Đây chính là bà của chúng ta, đó chính là Italia. Các bạn nói là chúng ta khá là dễ đúng không? Ok. Đây, vâng, và bức ảnh mà các bạn đã được nhìn thấy đó chính là một ảnh chụp phong cảnh ở nước Italia, hay là chúng ta gọi là cho ngắn gọn là Ý. Một lần nữa chúc mừng Công Đức, em là người xuất sắc nhất trong vòng thi của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem số điểm mà các bạn hiện tại đang có sau vòng thi vượt chướng ngại vật là như thế nào. Bạn Đức Thắng đang có 30 điểm. 50 điểm là số điểm của bạn Việt Anh, 60 là số điểm của Xuân Tùng, đang có 100 điểm là bạn Hải Nam, và dẫn đầu lúc này là bạn Ngọc Đức với 100. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3, vòng thi tăng tốc. Xuất sắc trong vòng thi vượt chướng ngại vật, hiện tại bạn Ngọc Đức đang có 110 điểm và khoảng cách giữa các bạn thí sinh còn lại là không quá xa. Bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi tăng tốc đầu tiên, một câu hỏi IQ. 15. Các bạn hãy tìm số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm, các bạn sẽ có 30 giây. Thời gian bắt đầu. Vâng, đã hết thời gian mà chúng ta sẽ cùng xem đáp án của các bạn thí sinh. Hình như là mỗi người một kiểu thì phải. Ngọc Đức nhanh nhất câu trả lời là 4. Việt Anh là 4. Đức Thắng là 3. Hải Nam là 8. Xuân Tùng là 5. Bây giờ thì anh muốn hỏi Ngọc Đức tại sao em nghĩ nó là 4? Chúng ta lấy số đầu tiên, chia số thứ hai, trừ số thứ ba bằng số cuối. Vâng, và đáp án của câu hỏi này đó chính là số 4. Ok, Ngọc Đức có thêm 30 điểm. Và chúc mừng Việt Anh với 25 điểm. Ok, chúng ta sẽ đến với nội dung câu hỏi tăng tốc thứ 2. Các bạn sẽ có rất nhiều dữ kiện, hãy cho chúng tôi biết đây là tỉnh thành nào. 30 giây bắt đầu. Vâng, đã hết thời gian và chúng ta sẽ cùng xem đáp án của các bạn thí sinh như thế nào đây. Vâng, cả năm bạn đều có câu trả lời. Đức Thắng là Điện Biên, Việt Anh là Lào Cai, Ngọc Đức là Điện Biên. Còn Xuân Tùng rất tiếc đáp án của em không đúng quy cách, đáp án của em là Điện.Biên. Và như vậy thì xin được chúc mừng Đức Thắng có thêm 30 điểm, 25 điểm cho bạn Hải Nam, 20 điểm cho Ngọc Đức. Mọi người rất
tiết cho Việt Anh với câu trả lời là Lào Cai và Xuân Tùng là Điện Chấm Biên. Chúng ta đến với câu thứ ba. Và ở đặc biệt ở câu thứ ba, các bạn sẽ đến với một câu hỏi tiếng Anh và các bạn sẽ chỉ có 3 dữ kiện để các bạn trả lời cho chúng tôi biết. What it is? That's the question. And 30 seconds. Let's go. Vâng, đã hết thời gian và chúng ta sẽ cùng xem đáp án của các bạn thí sinh. Hải Nam có câu trả lời là flower. Đức Thắng là cũng là flower. Ngọc Đức cũng là flower. Xuân Tùng cũng là flower. Và câu trả lời của bạn Việt Anh là Diana na 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 na. Nhân qua 74. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là flower chứ gì nữa. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là flower. Ok, này thì Diana với chúng tôi. Đề nghị đây là tại vì đây là trường quay ghi hình ô chứ không phải là đây là cái siêu thị để bán DNA đâu nhé. Ok, chúng ta cùng em cùng quá không hiểu biết gì luôn, đánh bừa. Các bạn sẽ có 30 giây để cho chúng tôi biết đây là gì. 30 giây bắt đầu. Hãy cẩn thận với câu trả lời của mình nhé. Vâng, chúng ta đã được nhìn thấy rất là nhiều hình dạng của cục Rubik. Và hãy cùng xem các bạn hãy xin trả lời như thế nào. Hải Nam là Rubik, Ngọc Đức Rubik, Việt Anh là khối Rubik, Đức Thắng là Rubik và Xuân Tùng. Câu trả lời của bạn cũng như vậy thôi. Như vậy thì chúc mừng cho Hải Nam với thêm 30 điểm. 25 điểm cho bạn Ngọc Đức, 20 điểm cho Việt Anh, 15 điểm cho Đức Thắng và 10 điểm cho Xuân Tùng. Chúng ta đến với câu hỏi tăng tốc số 5, một câu hỏi IQ. Hãy tìm số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm. 30 giây bắt đầu. Đã hết thời gian, hãy cùng xem câu trả lời của các bạn như thế nào. Ngọc Đức có câu trả lời là B, Xuân Tùng, Đức Thắng là C, Hải Nam là B, còn Việt Anh thì bạn Ibre. Và đáp án của câu hỏi này chúng ta sẽ lấy 3 cộng 6 cộng 2 cộng 1 đóng ngoặc, tức là cái hình ô đầu tiên đấy. Sau đó chúng ta trừ 1 sẽ bằng với số ở ô trung tâm, đó là 11. Nhân với mở ngoặc 5 cộng 4 cộng 3 cộng 2 mở đóng ngoặc nhân với trừ 1. Và số chúng ta sẽ điền vào dấu hỏi chấm đó chính là số ở đáp án C. Chúc mừng Xuân Tùng với thêm 30 điểm và 25 điểm cho bạn Đức Thắng. Chúng ta đã hoàn thành xong phần thi tăng tốc, hãy cùng xem số điểm số đẹp điểm đấy à, như thế nào. Vâng, điểm đẹp là điểm thế nào đây. Việt Anh đang có 95 điểm. 115 điểm là số điểm của bạn Xuân Tùng, 125 là số điểm của Đức Thắng, 185 điểm là số điểm của Hải Nam và nhấn đầu lúc này là 205 điểm đó chính là Ngọc Đức. Chúng ta sẽ đến với phần thi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, phần thi về đích. Đây với phần thi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, phần thi về đích. Và điểm số của bạn thí sinh lần lượt là 185, 115, 205, 95 và 125. Gọi là đọc mỏi mòn quá. Vâng, và với số điểm hiện tại như thế này thì người sẽ về đích đầu tiên đó chính là Ngọc Đức. Em đang có 205 điểm, em sẵn sàng rồi chứ? Em sẵn sàng. Đây là chương trình trường lên đỉnh Olympia chứ không phải là chương trình rap Việt đâu nhá. Vâng, xin mời anh tới lời phía trước.
Hôm nay thì em sẽ được nhìn lại câu hỏi 10 điểm. Vậy không biết là em có dám chọn câu 10 điểm không đây? À, câu đầu tiên thì em sẽ lấy hai chữ số đầu. Hai câu 20 rồi nhiêu nữa? À, và câu cuối cùng là số điểm của em, tích số điểm của em lại. Ok, và 20 à, bỏ sao không? Thôi ngựa quá, 20 vậy đi. Và câu đầu tiên thì em có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Không anh ơi. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, một hỏi có giá trị 20 điểm, hỏi như sau. Do hiện tượng nào mà sóng bị đổi phương trình khi gặp các chướng ngại vật có kích thước bằng cỡ bước sóng? Sóng dừng à? Má, cuối cùng cũng được nghe nhạc này. Sóng bị đổi phương trình. Câu trả lời của em là sóng dừng. Và các bạn còn lại có ý kiến khác không ạ? Xin mời. Vâng, ok. Và chúng tôi đã nhận được câu trả lời của bạn Xuân Tùng. Đó là hiện tượng nhiễu xạ. Nhiễu xạ. Và đó là câu trả lời đúng. Chúc mừng Xuân Tùng. Vâng, và bây giờ thì Ngọc Đức sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Cũng là 20 điểm. Và em có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Không anh ơi. Chỉ dùng một thuốc thử nào để phân biệt dung dịch riêng biệt các chất sau: glucose, glycerol, aldehyde acetic, alcohol ethylic. Rồi đọc mỏi mồm luôn. Ông này không mỏi mồm lắm đâu, tại tao chuyển hóa mà. Ok, trả lời. COH. COH hai lần. Câu trả lời của em là COH hai lần. Và đáp án của chương trình là đọc đáp án khác. Chúc mừng Ngọc Đức. Ủa, đúng thiệt hả? Rồi. Bây giờ còn một câu cuối hỏi cuối cùng là 10 điểm. Bạn có muốn chơi lớn không em? À, em chơi an toàn, chọn sao luôn. Ok. Khi đa giác đều có thể có số cạnh hoặc là góc lớn. Hên quá sao đúng. Thì hình dáng của nó sẽ tiến dần tới hình gì? Hình tròn. Mà rất tiếc là số điểm của em nó không tròn bằng câu trả lời của em rồi. Chúc mừng Ngọc Đức. Vâng, và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Ngọc Đức. Xin trả lời vị trí và hiện tại của em là 225 điểm. Vâng, và bây giờ người sẽ về đến tiếp theo là Hải Nam, em tấn này rồi chứ? Vâng, em tấn này. Xin mời. Và ngày hôm nay thì lựa chọn của em sẽ là những câu hỏi nào đây? Gói 40 điểm của O19. Và chúc mừng thành công. Câu hỏi đầu tiên, em có muốn chơi lớn không em? Không, thật chưa cái gì để chơi lớn nè. Nhiệt kế thủy ngân hoạt động dựa trên nguyên lý nào? Đỡ bị nhiệt. Một câu hỏi không hề khó, chúc mừng Hải Nam. Câu hỏi thứ hai, em có muốn chơi lớn luôn không? Em nghĩ kèo này chắc không chơi lớn. Xin mời câu hỏi thứ hai. Loài cây nào thuộc họ thông trồng nhiều ở Kon Tum, gỗ và nhựa đều quý, được nhắc tới trong tác phẩm của nhà văn Nguyên Ngọc? Cao su à? Có không nhỉ? Cái cao su. Câu trả lời của em là cao su. Và xin mời các bạn còn lại ạ. À. Đức Thắng. À, câu này thì dễ thôi. Câu trả lời của tôi là cây xà nu, bởi vì là tác phẩm kia là tác phẩm rừng xà nu. Đúng rồi, chúc mừng Đức Thắng. Vâng, và bây giờ thì Hải Nam còn một câu hỏi cuối cùng. Bây giờ em chọn sao được chưa? Không. Anh nghĩ em chọn sao đi, tại nếu em chọn sao, nếu em trả lời đúng thì điểm em bằng Ngọc Đức đấy. Anh em còn 3 người nữa, gánh được 13 người. Ok, em chơi hút điểm, vâng. Toàn mọi người chắc đang hướng ánh mắt của mình về phía Việt Anh. Vâng, gọi thứ hai là tỉnh nào ở nước ta được xem là cửa ngõ của vùng Tây Bắc với các vùng khác ở nước ta? Lạc Sơn không phải không? Tuyên Quang. Câu trả lời quay là Tuyên Quang. Và các bạn còn lại xin mời bấm chuông ạ.
Xuân Tùng. Hay quá, cuối cùng cũng nhận. Câu trả lời của em là Yên Bái. Vâng, tôi nghe rất tự tin. Và đáp án của chương trình cũng sẽ tự tin giống như em đấy. Đó chính là Hòa Bình ạ. Vâng, vâng. Này thì dự này. Tự tin. Vâng, và đó là bản cuối cho bạn Hải Nam. Mời bạn em trở lại vị trí và số điểm hiện tại của em. Em sẽ giữ nguyên là 185 điểm. Bây giờ tôi sẽ về đích tiếp theo là Đức Thắng. Đẹp chưa nào? Cho tôi vài giây để thở đã. Cho tôi vài giây nữa. Cho tôi đây vài giây để tôi nhìn điểm Việt Anh. Cho tôi vào giây đi một nước. Được rồi. Được chưa? Sao? Hít thở chưa? Rồi, rồi, rồi. Và tôi lại cảm thấy ra suy nghĩ bởi vì là tình huống vừa rồi là rất là bất ngờ. Bạn cho tổ tự hủy và bây giờ tôi sẽ phải về đích trước. Nó là kế hoạch anh. Tôi nhưng mà tôi đang có 135 điểm nhưng mà tôi không có nghĩa tôi sẽ ré như cái bạn nào đó đang có 95 điểm kia đâu. Và bây giờ có câu 10 rồi thì tôi sẽ lấy gói 70 điểm. 30, 10, 30. Gói cần nói ạ. 30, 10, 30 á. Chọn vẫn được mà. Có 70 mà. Có 70. Mà. Ok, câu hỏi đầu tiên mà bạn có muốn chơi lớn không? Tương nhiên là chưa phải bây giờ. Năm 1968, quân đội ta đã chủ động tiến hành chiến dịch nào trên địa bàn Quảng Trị nhằm nghi binh chiến lược nhưng cũng đồng thời tạo điều kiện nối thông tuyến vận tải chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. Ủa câu này chơi IoT gặp mấy lần rồi. Câu trả lời của tôi là chiến dịch đường Chí Khe Xanh. Vậy như thế. Thôi thì cứ tưởng chỉ Khe Xanh vậy. Nghe quả chị nghĩ cái tên đấy thôi. Câu trả lời của bạn là đường chính Khe Xanh. Và đó là câu trả lời đúng. Chúc mừng Đức Thắng. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. 10 điểm. Bây giờ mày thích chơi lớn không? Bây giờ đang dư vốn rồi. Mà đây là câu 10 điểm nó sao luôn chứ sợ gì nữa. Không có cơ hội thứ hai nữa. Loại hình kịch hát nào có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, hình thành trên cơ sở dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long và nhạc tế lễ? Chết rồi. Câu này tôi không biết. Nhưng mà thôi, bằng sông Cửu Long tôi nghĩ cải lương. Bạn nghĩ là cải lương. Còn chương trình cũng vậy. Chúc mừng bạn. Bạn có thêm 20 điểm nữa. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của bạn Đức Thắng, một câu hỏi 30 điểm. Câu hỏi như sau. Cùng một từ lập lè nhưng trong truyện Kiều, Nguyễn Du dùng để mô tả mùa hè, còn Nguyễn Khuyến là dùng để mô tả cảnh mùa thu trong Thu Ẩm. Hãy cho biết hai câu thơ có nhắc đến từ lập lè trong truyện Kiều và Thu Ẩm. Giờ thì mọi người bắt đúng điểm yếu tôi là môn ngữ văn đấy. Thôi thì tôi chờ xem ai là người đủ giỏi để có thể hút 30 điểm của tôi câu này. Câu này tôi không trả lời. Vậy thì xin mời các bạn còn lại ạ. Vâng, tất nhiên văn học luôn là một thử thách rất là khó, không chỉ ở chương trình đỉnh đỉnh Olympia mà cũng ở Ai Là Tỷ Phú nữa. Và đáp án cho câu hỏi này đó chính là hai câu thơ. Ở Thu Ẩm thì chúng ta có câu thơ Ngõ Tối Đêm Sâu Đốm Lập Lè, còn ở trong truyện Kiều thì chúng ta có câu thơ Đầu Tường Lửa Lựu Lập Lè Đơm Bông. Vâng, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Đức Thắng. Mời bạn trở lại vị trí số điểm hiện tại của bạn là 185 điểm. Bây giờ người sẽ về đến tiếp theo là Xuân Tùng. Sẵn sàng khi nào? Sẵn sàng. Xin mời. Hôm nay mạng ổn chứ? Ổn rồi. Và bây giờ lựa chọn của bạn sẽ là những câu hỏi nào đây? Trước mắt là em sẽ xếp về vị trí của 4 người. Em đang đứng thứ 4. Các người đứng bét. Không ai khác, đó chính là Vanh 19 điểm, cách 30 điểm. Ôi mà, với khoảng cách gần phết. Cách xa tới 2 người, 185 điểm. Em vẫn lại là người rất thích cô. Nhưng mà em sẽ không cho Việt Nam về, nên em vẫn rất yêu thích
Lật chơi của Y2 với gói 20-30 nên em xin phép lựa chọn hai câu 10 và một à từ từ đùa đấy. 10, 20 và 20. 10, 20, 20, chúc bạn thành công. Các bạn đâu nhờ, các bạn này vẫn còn. Ở câu đầu tiên 10 điểm là có thích chọn sao không? Không anh ơi. Chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm được gọi là gì? Tôi thấy là các bạn đã kê chuông rồi, xin mời các bạn Hải Nam. Câu trả lời của em là khí lý tưởng. Đúng rồi, chúc mừng Hải Nam. Ok, em cuối cùng. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ có gọi 20 điểm đầu tiên. Và em có muốn chơi lớn không? Không, em không muốn bằng Việt Anh đâu. Tôi lắng nghe trên đường của Trần Phú, tiếng chổi tre sao xét. Ba chấm trích trong bài tiếng chổi tre của tác giả Tố Hữu, hãy cho biết trong dấu ba chấm là gì? Hàn me. Vâng, tôi đã nghe được câu trả lời của bạn. Và câu trả lời đó được phát ra bằng một cái cách rất là bình thường, đó chính là rặn. Và bạn có 20 điểm, chúc mừng bạn. Yeah. Bây giờ phát thì ra một cái bình thường đó chính là rặn á. Bây giờ bạn còn một câu 20 cuối cùng, bạn có muốn lựa chọn sao không? Vì khoảng cách giữa em với Vanh Moi là 40 điểm, khá là gần. Thế em muốn chơi mạo hiểm, em sẽ không chọn sao. Sông Chảy và sông Gâm là hai phù lưu lớn của con sông nào? Sông Sài Gòn. Tôi lại thấy các bạn là kê chuột rồi, xin mời. Vâng, xin mời con Đức ạ. Sai. Sông đó là sông Lô Ô Lô. Sông Lô. Đó là sông Lô ạ. À. Chúc mừng Ngọc Đức. Vâng, và đó là vòng đầu tiên cho bạn Xuân Tùng. Xin mời bạn trở lại vị trí. Và bây giờ thì tôi sẽ bị cuối cùng là Việt Anh. Các bạn lẹ ra chứ. Em đã sẵn sàng rồi. Xin mời. Xin phép cho em vào một tí là ba bạn kia cùng tôi chuẩn bị vũ khí đi nhá. Mặc dù là chúng ta đang còn rủ nhau nhưng mà riêng trường hợp này là chuẩn bị cầm vũ khí lên. Và bây giờ xin mời Việt Anh, mời em. Em chọn 3 câu 10. 3 câu hỏi 10 điểm. Biết ngay, quá rèn. Không đánh mà hàng. Và câu hỏi đầu tiên thì bạn muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không nè? Ok, vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn, một câu hỏi có giá trị 10 điểm. Câu hỏi như sau. Ok, người chơi của chương trình Đừng Để Tiền Rơi phát sóng trên VTV3 được trao bao nhiêu tiền để bắt đầu cuộc chơi của mình? Em đặt sao từ lâu rồi, 200 triệu. Em mà trả lời sai con này thì không còn là fan game show nữa. Nó sẽ là trăm đô. Vâng, người chơi của chương trình sẽ được trao 1 triệu đô la Mỹ đối với phiên bản gốc. Còn Đừng Để Tiền Rơi Việt Nam là 200 triệu, chúc mừng bạn. Yes. Bị bản giống này bà mua từ bản Anh chứ. Ok, xin lỗi. Ok rồi. Ok, chúng ta thì cũng là 1 triệu thôi. Chúng ta đến với câu thứ hai và bây giờ có muốn chơi lớn không? Dù dễ có say no. Không bao giờ. Vâng, và em điểm của em sẽ bật xuống Xuân Tùng rồi kìa. Xin mời câu hỏi. Hai vị vua nào của Việt Nam cùng chọn cổ loa làm đất đóng đô? Câu trả lời của em là bỏ tay chấm com. Ở trên Google Search của chúng ta, nếu chúng ta tìm bó tay chấm cơm thì chúng ta sẽ được một cái câu mà Google chửi mình, đó chính là error 404 ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Ngọc Đức. Thì
Trước hết xin lỗi Sơn Tùng, nhưng mà câu trả lời của em là Ngô Quyền và An Dương Vương. Ngô Quyền và An Dương Vương. Đáp án của chương trình là An Dương Vương và Ngô Quyền. Chúc mừng Ngọc Đức. Bây giờ thì còn một câu hỏi cuối cùng và chắc có lẽ Xuân Tùng đã mãn nguyện với số điểm của mình rồi. Nhưng mà không biết là việc anh có muốn xem bằng... Nhưng mà không biết là việc anh có muốn xem bằng số điểm bằng ngôi sao giọng không? Rồi. Em chưa được đến đây đối với luật như này cũng đã tốt lắm rồi. Điểm cũng cao hơn đợt trước rồi cho nên em nhất quyết không. Không là không. Như vậy tức là sắp được bé à? Chứ là auto bé. Vâng, và tôi nghĩ là việc anh sẽ rất tiếc khi tôi hiện câu hỏi thứ ba của bạn lên đây. Truyện cổ tích đấy. Nào đã giải thích việc con trâu thiếu hàm răng trên và những vần đen trên mình con hổ? Từ từ. Con hổ thầy con hay sao ấy, em không nhớ. Ba. Em không nhớ, ba bạn còn lại có nhớ không? Xin mời Hải Nam. Nhanh quá. Trí khôn của ta đây. Chính xác. Đã rõ. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Việt Anh. Xin mời bạn trở lại vị trí. Ok, bạn Hải Nam mang về cho mình 205 điểm. Bạn Nguyễn Xuân Tùng rất nỗ lực mang về cho mình 115 điểm. Yeah. Kẻ chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay đó chính là bạn Nguyễn Ngọc Đức với 255 điểm. Bạn Nguyễn Việt Anh, rất cảm ơn bạn với những nỗ lực mà bạn đã tham gia trong kia mà bạn đã mang đến cho chương trình. Và số điểm hiện tại của bạn là 85 điểm. Và bạn Nguyễn Đức Thắng với 185 điểm. Ok, cảm ơn mọi người.